Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là bốn con trâu đực các bạn. Bốn con trâu đực à, trâu này là ú liêu hết các bạn thấy không? Đít nè. Đó, đít một đít luôn các bạn. Bốn con trâu đực là hai cặp nha các bạn. Đó, cặp đầu tiên nè các bạn. Trâu này là vỗ béo là cực kỳ im luôn nha các bạn. Ú liêu. Lưng một lưng luôn các bạn. À, lưng một lưng đồng khít nha các bạn ơi, cặp trâu này đồng khít nhau à. À, cao tầm 1m25 trâu các bạn, cao 1m25 trâu, giá 52 triệu các bạn. Giá 52 triệu. Đó các bạn thấy không? Đó, chân cẳng nè, xương chà bá luôn các bạn. Trâu đực nha các bạn, trâu đực vỗ béo nha. Xương chà bá luôn các bạn. Đây, lưng một lưng các bạn. À, lưng một lưng. À, lưng một lưng nước độ không chảy luôn các bạn thấy không, cao 1m25 trâu các bạn. À, giá 52 triệu các bạn, giá 52 triệu đó các bạn thấy không. À, chủ bò chủ trâu này nuôi rất là kỹ các bạn, trâu đầu đít bằng y nè các bạn thấy không. À, anh em nào có nhu cầu mà dỗ béo him thì cứ liên hệ các bạn, trâu này cũng còn dỗ béo lên dữ lắm các bạn. À, xương chà bá luôn các bạn, chân móng nó hoàn thiện các bạn, cùm chân cùm xương lớn các bạn, đít nè. Đít một đít luôn các bạn. Ú liêu. Xương cối các bạn. À, trâu này còn vỗ béo lên dữ lắm các bạn. Giá 52 triệu các bạn. Giá 52 triệu. Đây, giấy còn chút xíu các bạn thấy không? Còn lớn dữ lắm các bạn. Giá 52 triệu. Đó anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn trực tiếp số điện thoại của anh Ngon. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đây, giấy nè các bạn thấy không? Chút xíu các bạn, đít nè, đít bằng nghiến luôn các bạn. À, lưng một lưng nè, thấy không? Lưng một lưng nè, cao tầm 1m25 trâu các bạn. Cao tầm 1m25 trâu. Giá 52 triệu, lưng một lưng nè. Chân móng hoạt hiện nè, giá nhỏ nè các bạn thấy không? À, da mỏng, à, mướt mượt các bạn. À, da mỏng, mướt mượt các bạn. À, giá 52 triệu các bạn, giá 52 triệu. À, con này cũng vậy các bạn. Con nào cũng giống y nha các bạn ơi. Ú liêu hết các bạn. Anh em nào có nhu cầu mà dỗ béo trâu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Ngon, mình comment dưới màn hình các bạn. Đó, đầu chà bá luôn các bạn thấy không? Cái lưng bằng nghiến nè, lưng một lưng luôn các bạn. Đó, hai con trâu này con nào giá nó cũng nhỏ hết các bạn, nó còn lớn dữ lắm các bạn ơi. Giá là 52 triệu các bạn, chân móng hoàn thiện hết. Con nào cũng xương cối luôn các bạn thấy không? Đó. Đó, cầm chân cầm xương các bạn, ú liêu. Đây cặp lớn nha các bạn, cặp này lớn hơn cặp nãy các bạn. Cặp này cao tầm 1m28 trâu rồi các bạn. Các bạn thấy không? Mình quay từ xa các bạn thấy không? Móng mà nó mướt mượt luôn các bạn. Chân móng hoàn thiện các bạn, trâu này lớn trâu dữ lắm các bạn. Trâu Việt các bạn. À, trâu Việt. Lớn trâu dữ lắm các bạn. Lưng một lưng nè, đít một đít. Ăn uống thì khỏi tả các bạn, ăn uống rất là giỏi các bạn. Giá 58 triệu các bạn, giá 58 triệu, cao tầm 1m28 trâu. Giá 58 triệu. Xương này xương cối không các bạn, da mỏng xương cối các bạn, trâu này thịt dữ dằn các bạn, đầu to, chân móng hoàn thiện. Đó, đặc biệt là trâu này còn nuôi lớn dữ lắm các bạn. Có anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu mà dỗ béo trâu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Ngon, mình comment dưới màn hình video các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Cặp này cặp lớn các bạn, cao tầm 1m28 trâu các bạn. Lưng một lưng nè. Đó, giấy chút xíu các bạn thấy không? Đó, trâu này còn lớn dữ dằn lắm các bạn. Đít đít một đít. Đùi dai nè các bạn thấy không? Đít một đít, lưng một lưng. Chân móng thì hoàn thiện, xương chà bá xương luôn các bạn. Đó, giấy nè các bạn thấy không? Có chút xíu các bạn. Đó, con này cũng vậy các bạn, đít một đít nè các bạn thấy không? Lưng một lưng. Đít một đít, lưng một lưng. À, giá là 58 triệu các bạn, cao 1m28 trâu, giá 58 triệu. À, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Ngon, mình comment dưới màn hình video các bạn. À, nó ú liêu các bạn thấy vậy thôi chứ con trâu này, cặp trâu này đòn nó dài các bạn, cặp trâu này đòn nó dài. À, nhưng mà nó đầy đà các bạn, nói chung là trâu này lớn con dữ lắm các bạn. Trâu Việt này bự con. À, đít này các bạn không?
Đó, mà tại mình quay nó đứng ở dưới dưới sình các bạn, dưới dưới đồng cỏ các bạn thấy không, đít con nào cũng nấy đòn cũng dài hết các bạn, đầy nhóc các bạn. À, mà giái nhỏ các bạn, câu này còn lớn dữ dằn các bạn, chân móng thì hoàn thiện hết, lưng một lưng xương xương cối các bạn, lưng một lưng xương xương cối. À, giá 58 triệu các bạn, giá 58 triệu. À, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Ngon, mình comment dưới màn hình video các bạn, dưới màn hình video đó các bạn thấy không, chân móng rồi hoàn thiện hết các bạn. Đó, chân móng hoàn thiện hết, đít tròn quay, lưng cái lưng nước độ không chảy luôn các bạn thấy không, lưng nước độ không chảy luôn các bạn. Đó. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại cặp trâu đầu tiên. Đó, cặp trâu nhỏ các bạn, cao mét 25 trâu, chủ báo giá 52 triệu. Cặp đứng trước mặt bạn cao mét 28 trâu, chủ báo giá là 58 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu mà dỗ béo trâu đực và trâu Việt nha các bạn, trâu rất là lớn con nha, thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Ngon, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, và bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.